Xin chào các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay em lại review cái số video tiếp theo là em đã hoàn thiện được mấy cái đơn của bác khách. Bác đặt rất là kỹ lưỡng và tỉ mỉ cho chuốt này. Hôm nay em quay cái mẫu video ngắn em test. Đây em vừa hoàn thiện mài nước mài lon xong rồi này. Đấy, mài đá mài nước lon xong thì dê sang đây này. Xong quay video đóng gói. Thì những cái con này nó thực sự là rất là đánh là rất là kỹ, kỳ công tỉ mỉ, rất là hết tầm luôn, rất là cẩn thận từng chút một, rất là lâu nhá, công cán rất là lâu. Đến đây là cái mẫu dao, thì thứ nhất là cái bộ này là bộ dao nhà bếp này, gồm một con chặt này, một con vừa thái vừa chặt và một con hoa quả, toàn bộ cán sừng trâu, đánh bóng kỹ luôn, loáng luôn này. Cán sừng trâu này. Ở đây là một con dao chặt nặng 1 cân, 1 kg, sống dày 6 ly, 6 ly, 7 ly luôn này. Nặng 1 kg. Cán thì cán được hàn kiểu tròn như thế này. Đây đặc thế này chắc chắn này. Bình thường là người ta sẽ quấn tông như kiểu những con dao cổ truyền quấn tông, như đây em hàn thế này cho nó vừa đẹp vừa tròn vừa nhẵn nhụi chắc chắn. Đây là mỗi dao chặt 1 cân, thì bác này bác ấy đặt về, thì đây là cái mẫu bác ấy đặt như vậy, bác yêu cầu 1 cân về bác chặt dê thì em không rõ lắm. Đây là con chặt xương, đây là con chặt xương, nó nặng, con này cũng nặng tầm 9 nặng. Cán thì được tang đặc cán sừng trâu, đấy sừng trâu đấy nhá, đây cái vết của cái sừng trâu các bác biết đấy, đấy đánh nó đến đấy như vậy. Ở đây con này là con vừa thái vừa chặt, nó mỏng hơn con này 3,5 ly, con này cũng tầm 6 lạng, vừa thái vừa chặt, đấy cán sừng trâu đấy, các bác nhìn sừng trâu là rõ nét sừng trâu đây, đấy, cổ tăng đặc. Đây cũng là con hoa quả, cán sừng trâu. Đấy, sừng trâu này. Em giới thiệu nhanh qua xong em test qua nhá. Còn đây là con này là con, đây là con dao thái cho nhà hàng chuyên thái, bản rộng 10, lưỡi dài 22, 21, 22, bản rộng là 10, sống 1,5 ly. Chuyên thái, chuyên trị cái nhà hàng thái, thái cả ngày cả đêm luôn. Không phải mài, phải rũa gì cả. Đây là dao nhìn thấy. Còn đây mẫu này là mẫu dao cũng đa lăng phi nê. Dao này mà các bác mà dùng mà trong khoang nhà bếp thì một con này mà dùng nhẹ nhàng rau củ quả băm giật giật trên thớt các kiểu thì hết được chấm luôn nhá. Các bác đỡ phải đi mua cái con dao inox ở chợ. Em thấy các bác dùng dao ở nhà bếp, các bác làm ẩm thực ấy, những cái kênh ẩm thực là dùng toàn con dao inox ấy. Nhìn đã thấy thực sự rất là bí rồi. Và tiếp theo đây là cái con dao mèo. Mèo đây. Đấy. Làm hết nước chấm luôn, hết cỡ luôn. Bịt đít ngang cổ. Đấy, ba khâu khâu. Cái đai này là em gắn nó chìm nghỉm ở trong ấy nhá. Đấy, nó phẳng chìm nghỉm lên đấy. Đấy. Làm rất là lâu, cứ làm cái trong này rất là lâu, nhưng mà rồi các bác đặt thì em cố gắng em làm, thì em làm thực sự làm cái này rất là lâu, kỳ công. Đây như con này lưỡi dài 25 cm lưỡi đấy, vẫn như cái mẫu trước em làm cho các bác đấy. Đây con này thì lưỡi dài 29 cm lưỡi. Con này lưỡi dài, làm kiểu nó hiền hòa hơn, không nhọn. Bây giờ đây là em giới thiệu quá, thì các bác giao bên em test tót rất là nhiều rồi. Các bác có ưng mẫu nào thì cứ Zalo số máy gọi cho em nhá. Có video xin chào, hẹn gặp lại các bác video sau.